Rất vui khi gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hạnh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình đăng tải, đó chính là tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tử quan chi cẩu, từ nay tới Tết âm lịch năm 2024, được lộc bề trên thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ mà ăn nên làm ra tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình của quý cô bác, anh chị tuổi Canh Tuất diễn ra như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Chấn động, thầy tử vi tiên tri tiết lộ cực chuẩn tuổi Canh Tuất 1970, từ nay tới Tết 2024, số đỏ hơn son, tiền đến ầm ầm. Thưa quý anh chị Canh Tuất thân mến, có đôi lời tâm sự như thế này mà Minh Đường Tử Vi muốn 1970 Canh Tuất cần phải nhớ, hãy thôi ngẫm ngợi về quá khứ, đừng ngần ngại về tương lai. Bước đi ở hiện tại, nắm lấy từng khoảnh khắc, từng thời điểm, từng khả năng mình có thể ngày hôm nay. Sau đấy cái gì Canh Tuất đã mất tự khắc nó sẽ vòng về, vì đất trời bao la. Tâm ta rộng nhất, tâm bao dung, có thể chứa cả thiên hạ, cũng có thể chứa mọi tổn thương ngang dọc, mọi thất vọng thiệt hơn mà mình đã chất chứa năm vừa rồi. Đúng từ nay tới Tết 2024 này, bản mệnh Canh Tuất sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận. Những vinh hoa phú quý, giàu sang bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu này thì cũng đến lúc tự thành về thân. Anh chị Canh Tuất muốn biết cụ thể thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi tiết lộ bí mật ngay dưới video sau. Thưa quý anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, vấn đề của Canh Tuất là nhiều sự khó của anh chị phụ thuộc vào người khác chứ không phụ thuộc vào bản thân. Nên dù anh chị có cố và dù anh chị có muốn thì cũng đành để cho sự tùy duyên, tùy vào thiên ý. Thời gian trước thời không thông, thế không thuận nên hoàn cảnh thường trêu ngươi. Thay vì hỗ trợ, tuy nhiên thời gian tới sẽ thuận hòa dần lên, người sẽ giúp và thời sẽ thông. Trong giai đoạn này sẽ chảy thở dần đi những dồn dập bủa vay. Những tiểu nhân hãm hại sẽ dần giảm ảnh hưởng, bắt đầu có cơ hội gặp quý nhân, một chút hanh thông cùng một chút thuận hòa. Chính vì thế thì tiền bạc kéo đến anh chị cũng đỡ vất vả. Quý anh chị Canh Tuất có biết không, một câu chuyện như thế này, rằng trong một ngôi làng có một đợt hạn hán, dân làng quyết định sẽ lập đàn tế lễ để cầu mưa. Hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ, duy nhất chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng đi mưa, đấy được gọi là niềm tin tuyệt đối. Minh Đường Tử Vi từng rất thích cái sự tự tin tuyệt đối của Canh Tuất, tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin rằng chỉ cần ta muốn, ta sẽ làm được, chỉ cần ta thích, ắc vũ trụ sẽ vần xoay mà chung sức giúp ta một tay. Minh Đường Tử Vi rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của con giáp này. Mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời vùi dập chút ít. Nhưng Minh Đường Tử Vi biết, sau ở bên trong một Canh Tuất, luôn có sự tự tin và cái bất phàm của chính mình. Nên trong đoạn này thì hãy chăm chỉ hết sức, hãy nỗ lực hết mình, hãy tìm lại niềm tin, rồi kiên tâm mà tiến bước. Đây là một đoạn quan trọng, một đoạn nhân hóa của cuộc đời, anh chị thành tầm thường. Hay được như bản thân anh chị mong muốn, nên xin anh chị hãy cố gắng hết mình để có một đời bất hối, cháy nhiệt tình, để có một sự thành tựu thăng hoa. Và hãy nhớ rằng, trong cuộc đời của anh chị, chưa bao giờ anh chị cố hết mình vì một điều gì, thì nay tại sao? Không thử dùng cái bất phàm ẩn chứa trời ban, sau đấy cố hết mình, xây dựng một điều gì đó khiến bản thân mình, lẫn người đời phải trầm trồ si mê. Bản mệnh phải trải qua một giai đoạn khá là khó khăn, nhưng xét trên phương diện tích cực, khó khăn sẽ giúp cho anh chị phát hiện ra điểm mạnh của bản thân. Thành tích gặt hái được sau khi vượt lên thử thách cũng sẽ khiến cho anh chị thấy tự hào hơn rất nhiều. Dưới tác động của cục diện tương phá, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khá nhiều khúc mắc do thường xuyên bị đồng nghiệp cạnh tranh, thậm chí bị kẻ xấu phá hoại, nội bộ lục đục cũng khiến cho công việc tiến triển không được suôn sẻ đúng như mong muốn của anh chị.
Đây chính là lúc anh chị cần phải dùng kinh nghiệm của mình để bình tĩnh, từ từ giải quyết từng việc hạn chế, gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Sau đây, mời quý anh chị xem luận giải chi tiết tử vi tuổi Canh Tuất 1970, Nam Mạng, từ nay tới Tết 2024 trên những phương diện nổi bật, công việc, tài vận, gia đạo và sức khỏe. Thời gian này, mệnh chủ sẽ đón nhận được nhiều sự tương trợ từ quý nhân, bạn bè mới, hứa hẹn sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc kinh doanh thu về được nhiều lợi lộc. Đối với Nam Mạng tuổi Canh Tuất, Nam tuổi Canh Tuất 1970 là người rất tận tụy và hết mình trong công việc. Bên cạnh đó, họ cũng là người khá sởi lởi nên rất dễ kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Tất cả những điều ấy cộng hưởng giúp người tuổi này rất dễ đạt được thành công. Họ có khả năng sẽ nhận được những khoản lợi nhuận kếch xù từ cơ hội làm ăn do các mối quan hệ xung quanh đưa tới. 3 tháng cuối cùng của năm Quý Mão 2023, Nam Mạng sinh năm 1970 nên biết cách chắt lọc các mối quan hệ chất lượng, tránh lời mời hùn hạp nào, cũng gật đầu tham gia, khiến tài sản bị hao tổn nếu có ý định ký kết làm ăn, mở rộng kinh doanh. Phương diện tài chính từ nay tới Tết của người Nam tuổi Canh Tuất rất đáng mong đợi, vận trình có duyên được gặp nhiều quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài, cơ hội đầu tư kinh doanh từ những mối quan hệ cũ lẫn mới, đặc biệt là các đối tác cũ sẽ giúp mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho mệnh chủ. Nếu có kế hoạch đầu tư, chi tiêu thông minh thì người Nam sinh năm 1970 sẽ không còn phải lo về cơm áo gạo tiền trong năm nay. Ở tuổi 50, Nam Mạng sinh năm 1970 đã cùng người bạn đời của mình đồng cam cộng khổ qua rất nhiều hành trình, chính vì thế đương số rất trân quý giây phút tình cảm bên những người thân yêu. Vốn là người trung thủy, rất biết cách dung hòa và kết nối, gia đạo trong năm 2023 của mệnh chủ sẽ rất êm ấm, hòa thuận và viên mãn. Vào năm 2023, Nam Mạng sinh năm 1970 sẽ bước sang tuổi 54, bản thân đương số hiểu rất rõ về tầm quan trọng của sức khỏe. Song vì thời gian này thường là những năm cuối trong hành trình công việc của nhiều người, nên quý bạn có xu hướng muốn nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hãy bắt đầu học cách chú trọng hơn tới việc dưỡng sinh, tránh để bệnh cũ tái phát, tinh thần bị sụt giảm. Nam Mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, không phạm thái tuế trong năm Quý Mão 2023. Trong năm Quý Mão 2023, người Nam tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, không phạm hạn tam tai. Năm Quý Mão 2023, người tuổi Canh Tuất Nam Mạng 54 tuổi, không phạm kim lâu. Bước sang năm 2023, Nam Mạng tuổi Canh Tuất phạm phải hạn hoang ốc, tam địa sát, hạn này vô hình chung mang đến một số bất lợi cho việc động thổ, xây mới, sửa sang nhà cửa của đương số. Song, nếu đã có ý định xây nhà từ trước, quý bạn có thể tham khảo các cách hóa giải hạn hoang ốc để mọi việc tiến triển tốt hơn. Trong trường hợp bản mệnh đã có dự định triển khai xây nhà trong năm nay, thì có thể cân nhắc đến việc mượn tuổi hoặc nhờ người có tuổi hợp phong thủy đứng ra đại diện tiến hành các buổi lễ liên quan. Đối với nữ mạng Canh Tuất, ở tuổi 54, nữ mạng sinh năm 1970, đa phần đã có vận trình công danh, sự nghiệp ổn định. Bước sang năm Quý Mão, bản mệnh nên tập trung phát triển các công việc hiện tại. Tuy trong năm vẫn sẽ có cơ hội đưa đến tay, nhưng về cơ bản vẫn là tự thân vận động là chính. Đương số làm gì cũng nên tính toán tỉ mỉ, việc nào có rủi ro cao thì tốt nhất nên lược bỏ. Năm này, nếu có ý định hợp tác, hùn hạp làm ăn thì nên đọc kỹ hợp đồng, lưu trữ các giấy tờ liên quan một cách kỹ lưỡng. Nữ mạng tuổi Canh Tuất nên khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng làm ăn vào những ngày nào để mọi sự được thuận lợi nhất. Nhìn chung, phương diện tài chính trong năm tương đối ổn định, không dư cũng không thiếu. Tuy nhiên năm này đương số vướng phải hạn toán tận nên cần đề phòng trộm cắp. Các vấn đề có thể dẫn đến hao tốn tiền bạc, chỉ cần mạnh chủ kỹ lưỡng hơn trong việc làm ăn, biết cách tích góp thì sau cùng sẽ có được một khoản dư đáng kể. Bước sang tuổi 54, mệnh chủ hiểu rất rõ tầm quan trọng của gia đình. Họ rất biết cách khéo léo dàn xếp các mâu thuẫn, kết nối gia đình. Vì lẽ đó gia đạo của người nữ tuổi Canh Tuất 1970 từ nay tới Tết khá bình yên và êm ấm. Ở tuổi Ngũ Tuần, thể trạng của đương số có phần giảm sút là điều dễ hiểu. Chính vì thế, mệnh chủ không nên quá chủ quan đến sức khỏe của bản thân. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và cân nhắc đến việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng tốt cho xương khớp. Chăm chỉ đi bộ và thiền tịnh mỗi ngày sẽ giúp nữ mạng cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài một cách hiệu quả. Trong năm 2023, người nữ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, không phạm thái tuế. Năm Quý Mão 2023, nữ mạng tuổi Canh Tuất 1970,
không phạm tam tai. Bước sang năm 2023, người tuổi Canh Tuất nữ mạng sẽ tròn 54 tuổi, tính cả tuổi Mụ, đương số không phạm kim lâu. Nữ mạng 54 tuổi, phạm phải hạn tuổi Hoang Ốc, Tam Địa Sát trong năm Quý Mão 2023. Nếu mệnh chủ đã có ý định xây dựng, sửa sang nhà cửa từ trước thì nên cân nhắc đến việc mượn tuổi người thân hợp phong thủy. Đây sẽ là giải pháp rất hiệu quả để giúp mọi việc được hanh thông, vận trình tương lai thuận lợi và may mắn. Bên cạnh đó, quý bạn cũng nên xem thêm ngày tốt theo lịch âm dương để mọi việc được triển khai thuận buồm xuôi gió nhất. Thưa quý anh chị tuổi Canh Tuất 1970 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng quý anh chị đã thực sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Tuổi này là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Canh Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng, đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Canh Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Trước khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi này sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ, cân nhắc, không phải là xem xét đến lợi ích của mình, mà là cân nhắc kỹ lưỡng đối phương, liệu có thực sự cần giúp đỡ từ họ, bởi có những người thường ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào tuổi Canh Tuất mà không có tinh thần tự lập. Tuổi Canh Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt, họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Canh Tức khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì cũng không thù hằn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Canh Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Canh Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi này trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn, có lẽ đối với họ không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuổi Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thật ra, tuổi Canh Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Tuổi Canh Tuất là người thích giao tiếp, kết bạn, bởi vậy họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi Canh Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Tam hợp, nhị hợp. Tuổi Canh Tuất 1970 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Nhị hợp của tuổi Tuất là tuổi Mão. Theo ngũ hành thì hành thổ của tuổi Tuất sẽ có lợi cho hành mộc của Mão và ngược lại. Chính vì thế nếu hai con giáp này được đi cùng nhau trong sự nghiệp và nên duyên vợ chồng, thì họ sẽ tạo ra được một lực hấp dẫn, thu hút tiền tài, họ sẽ có một đời sung túc, của cải dồi dào, gia đình viên mãn. Tam hợp tuổi Tuất gồm bộ ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất. Trong vòng tròn can chi, được cho là rất hợp nhau, những con giáp cùng nằm trong bộ tam hợp tuổi Tuất sẽ có tính cách khá tương đồng khi hợp tác hay chung sống cùng nhau, sẽ có cùng quan điểm hòa hợp nên dễ tiến tới thành công, họ có thể trở thành những cặp bạn bè chí cốt hoặc những cặp vợ chồng hạnh phúc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Canh Tuất 1970 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 2023 âm lịch, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Xem tử vi tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Canh Tuất có thăng có trầm, có suôn sẻ, có khó khăn đan xen. Công việc ở mức bình ổn, bạn vẫn có thể gặt hái được thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất, cho nên thận trọng,
vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm dưỡng tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng còn có điểm tiểu nhân đeo bám, tuổi Canh Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Các tinh thái dương chiếu rọi, giúp vận tài chính của bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Song vì chi tiêu quá đà, có thể là nguyên nhân gây phá tài, bạn nên sớm cân bằng các khoản thu, chi của mình sao cho hợp lý. Có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, con giáp này được hỗ trợ không nhỏ trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ được hưởng lợi hơn cả khi dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao để tìm thấy những đối tượng phù hợp. Tình cảm lứa đôi phát triển khá nhanh, có thể tính chuyện về chung một nhà. Tình hình sức khỏe trong tháng của mệnh chủ Canh Tuất vẫn đảm bảo, không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng, chủ yếu là áp lực tinh thần, khiến thể trạng bạn bị suy yếu, nên chú ý ăn uống, bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tinh thần uể oải, vận trình bấp bênh, tháng 11 này là một tháng thiên về bình ổn. Đối với người tuổi Canh Tuất, bạn muốn gặt hái thành công hay đơn giản là dậm chân tại chỗ, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của bạn. Nếu chăm chỉ cố gắng không ngại vất vả, thì ắt sẽ được trả công xứng đáng. Ngược lại, nếu bạn dễ thỏa hiệp, dễ thỏa mãn thì có thể bị người khác vượt qua. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy tâm lý của bạn không thực sự vững vàng trong khoảng thời gian này, tinh thần xuống dốc khiến bạn trở thành một người dễ đầu hàng khó khăn, thậm chí ngại đấu tranh cho lợi ích của mình. Dù thường xuyên lo lắng, nhưng bạn không có hành động thực chất nào để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trước mắt cả. Tài lộc cũng có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc, bạn thường hay thay đổi quyết định nên khó có thể nắm bắt được cơ hội. Thậm chí bạn còn nghĩ đến việc từ bỏ những công việc đã cố gắng trong khoảng thời gian trước đó, khiến công lao đổ sông đổ bể. Theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, Dịch Mã khuyên bạn cần nhiệt tình năng động hơn trong công việc. Nếu muốn kiếm đồng ra đồng vào, chuyện tình cảm cũng không mấy yên ổn. Bạn thường xuyên bất an, lo lắng, buồn phiền, nhưng lại không muốn tâm sự với nửa kia của mình, khiến mất quan hệ giữa đôi bên trở nên nặng nề, xa cách. Tử vi sự nghiệp, tuổi Canh Tuất tháng 11 năm 2023. Sự nghiệp của người này khó mà có bước tiến triển khả quan trong tháng 11 âm lịch này. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bạn trở thành người dễ an phận thủ thường, ngại phấn đấu, không muốn vất vả, mất công mất sức. Mỗi khi gặp phải bất đồng ý kiến, bạn thường có ý muốn thỏa hiệp, chứ không muốn đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Vì thường xuyên nghe theo ý kiến của người khác, nên bạn thường không được lãnh đạo đánh giá cao. Một vài người thường xuyên lo lắng, bất an về tương lai trước mắt, nhưng lại không có hành động thực tế để vươn lên, khẳng định bản thân mình. Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ hơn là bắt tay vào làm việc. Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, công việc của bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, bạn cũng khó có thể tiến bộ được. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, vận trình tài lộc của con giáp này chủ yếu vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn không có ý chí phấn đấu, cũng như không thích cạnh tranh, nên thường nhường cơ hội kiếm tiền vào tay người khác. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy, nếu bạn vẫn giữ tình trạng này, bạn sẽ thua cuộc rất nhiều đối thủ cạnh tranh, khiến tiền bạc tổn thất. Tử vi sức khỏe. Theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, bản mệnh không mắc phải bệnh nặng trong tháng này, nhưng do tinh thần thường xuyên bất an, lo lắng, nên bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì. Bạn cần tìm cách thích hợp để giải tỏa những áp lực trong lòng mình, hãy tâm sự với người khác, hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dần dần tìm ra cách thích hợp để giải quyết khó khăn. Một số người mắc phải bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi trong khoảng thời gian này, cần chú ý hơn đến chuyện ăn mặc, sinh hoạt. Khi thời tiết thay đổi, đừng để những căn bệnh vặt vãnh ấy cản bước chân bạn, khiến bạn không còn muốn tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tuổi Canh Tuất chịu nhiều áp lực bền bỉ vươn lên. Vận trình của người tuổi Canh Tuất dù không quá sáng sủa, nhưng bản mệnh không cần phải quá bi quan, bởi nếu bạn cố gắng không ngừng không chịu đầu hàng số phận, thì dần dần bạn sẽ tìm cách khắc phục được khó khăn, thậm chí là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Trên phương diện sự nghiệp, Sửu Tuất tương hình đẩy bản mệnh vào tình huống luôn phải chịu áp lực tinh thần. Bạn có thể nhận thấy rằng con đường mình đi có quá nhiều trắc trở. Những lúc như vậy bạn nên dừng lại,
để có thể đánh giá tình hình chính xác hơn và cũng nên tự kiểm điểm bản thân, xem có phải mình đang tự tin thái quá, lúc nào cũng cho mình là con giáp tài giỏi, muốn xông lên phía trước mà bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh hay không. Tài chính không có nhiều biến động rõ rệt trong thời điểm này, bạn cần phải chú ý trong các trường hợp xã giao, chớ nên để mất lòng người khác, khiến cơ hội hợp tác trôi qua tay. Với người làm công ăn lương, nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn là một người chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Vì vậy dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Có thái âm cát tinh chiếu mệnh, nhân duyên của bạn khá tốt, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Tuy nhiên nếu muốn đến với ai thì bạn cũng vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng. Bạn không nên nhìn nhận và đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của người đó. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện, tìm hiểu về nhau, lúc đó bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình. Tử vi sự nghiệp, người tuổi Canh Tuất phải chịu nhiều áp lực tinh thần trong khoảng thời gian tháng cuối cùng của năm 2023 này. Nhiều vấn đề xảy ra bất chợt, khiến bạn phải loay hoay tìm cách giải quyết, ít có lúc nào bình tĩnh tận hưởng cuộc sống. Dường như trước đó, bạn đã tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn mình là người dẫn đầu tập thể, nên thường không suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc. Đó là lý do khiến nhiều trở ngại xuất hiện và bạn phải tốn thời gian nhiều hơn dự tính mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tử vi tài lộc, cục diện Sửu Tuất tương hình cho thấy cơ hội kiếm tiền không có nhiều trong tháng này. Bản mệnh vừa cần phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, lại vừa phải cẩn thận tránh lọt bẫy của kẻ xấu lợi dụng, tự rước họa vào thân. Tự tin là tốt, song tự tin đến mức thành ra kiêu ngạo, ảo tưởng thì lại là điều rất không nên. Bạn cần ý thức được vị trí cũng như khả năng của mình. Để xây dựng được những mục tiêu kế hoạch phù hợp với thực tế, đừng nên mãi mê chạy theo xu hướng xã hội, theo những điều không thực sự phù hợp với khả năng của mình, vì như vậy chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, áp lực, thậm chí là đánh mất tự tin mà thôi. Thời điểm này, bản tính nóng nảy khiến bạn dễ đắc tội với người khác lúc nào không biết. Vì thế trong giao tiếp, cần chú ý cách sử dụng ngôn từ, không nên thích gì nói nấy, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi sức khỏe, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống, khiến người tuổi Canh Tuất luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Bạn nên tìm cách thoát khỏi tình trạng này bằng cách trò chuyện với người khác, tham gia các hoạt động tập thể. Bởi như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và lại có sức để tiếp tục cố gắng. Khi đã bắt tay vào công việc hoặc phải xuất hành đi xa, bạn cần phải tập trung chú ý, giữ đầu óc luôn tỉnh táo, chấp hành luật an toàn giao thông để hạn chế vướng phải những tai nạn bất ngờ đáng tiếc. Người đã lớn tuổi nên học cách buông bỏ những điều gây căng thẳng, phiền não, hãy vui và thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Đừng mãi lo nghĩ cho quá khứ hoặc những điều xa vời, thậm chí còn chưa xảy ra. Thưa quý vị, Phật dạy, muốn thay đổi vận mệnh thì trước hết phải thay tính đổi nết. Phật dạy về thay đổi tính cách nói rằng, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Trước khi bạn muốn đi theo con đường của Phật, việc đầu tiên phải làm là dẹp bỏ cái tâm tính nóng giận, vì khi nóng giận thì con người sẽ phóng hỏa, đốt rừng công đức, mọi cố gắng trước đây sẽ bị tiêu tan. Thay đổi tính cách nóng này như thế nào? Trước mọi trạng thái bất mãn, bạn phải vững tin nhân quả. Người khác làm mình tổn thương ở kiếp này đều là có lý do của nó cả. Có thể đây là quả báo mình phải trả giá cho lỗi lầm ở kiếp trước. Hãy chấp nhận số phận của mình. Nếu bạn không tin vào nhân quả, chẳng khác nào ngày xưa đi vay tiền của người khác, nay muốn trả cũng không được. Một số người không tin vào nhân quả, họ nói nếu tôi không nhìn thấy nó, thì chứng tỏ nó là thứ giả dối do con người tự bịa ra, đó là quan điểm riêng của các bạn. Không ai phản đối cả, miễn sao bạn biết tu tâm dưỡng tính, không nổi nóng, sân si với những người xung quanh, chấp nhận mọi điều tốt xấu ở đời là đủ. Bạn nên tham khảo những câu chuyện về sự tức giận để nhận thức được rằng, sự nóng này thường khiến ta dễ phạm sai lầm nghiêm trọng mà chính ta còn không nghĩ tới. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tự vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.